Vâng thưa quý vị, ngay tại trường quay của Cà Phê Sáng lúc này chính là bộ sưu tập cao họa Pháp Lam Huế. Và xin được cảm ơn người mẫu rất xinh đẹp với phần trình diễn vừa rồi. Và thưa quý vị, đây chính là chủ nhân của những thiết kế của bộ sưu tập này. Xin được giới thiệu nhà thiết kế Mai Anh và người em ruột của mình, bạn Mỹ Linh. Rất là thú vị khi mà Mai Anh là người thiết kế làm nên những bộ trang phục này. Còn Mỹ Linh thì lại là người làm một công việc rất quan trọng thưa quý vị, đó là đính kết những cái chi tiết thủ công lên trên những thiết kế của mình. Xin chào hai chị em đã đến với Cà Phê Sáng này. Xin chào hai MC của chương trình và xin chào quý khán giả của chương trình Cà Phê Sáng. Dạ, chào mọi người ạ. Hằng là sẽ có nhiều điều thú vị để chia sẻ đây. Trước hết thì bạn có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết về những điều đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của các bạn được không? Vừa rồi mọi người đã được chiêm ngưỡng một phần trong bộ sưu tập cao họa Pháp Lam Huế. Và để giới thiệu về bộ sưu tập này thì có lẽ May xin phép được giới thiệu về cái tên của bộ sưu tập. Cao trong từ cao quý, họa trong từ hội họa. Pháp Lam là một di sản ở Huế. Và Huế chính là địa danh mà nơi di sản đó được hình thành, đã từng hưng thịnh và đã từng mất đi và nay lại được đang dần được hồi phục trên chính mảnh đất đó. Và khi mà tìm hiểu về nghệ thuật Pháp Lam thì Mai Anh đã cảm nhận được những cái sự đồng điệu về chủ đề họa tiết rất là gần gũi trong cuộc sống và được biểu hiện nhiều trong các kiến trúc cung đình. Và những cái họa tiết đó mình hoàn toàn có thể sáng tạo, chuyển thể thành các họa tiết thêu đính trên các trang phục nhung lụa truyền thống của Việt Nam. Chính vì thế mà Mai Anh đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu về nghệ thuật Pháp Lam. Tuy nhiên thì khi mà nghiên cứu về nghệ thuật Pháp Lam, nó chỉ tồn tại ở thời Nguyễn khoảng 7 thế kỷ. Nên là tài liệu về nó rất là hạn chế. Các cái thông tin mà mình nhận được chủ yếu là qua các bài báo về nghệ nhân Đỗ Hữu Chiết. Chính vì thế mà Mai Anh và Mỹ Linh đã dành thời gian để vào trong Huế gặp trực tiếp và trao đổi với anh Chiết để mình hiểu hơn về nghệ thuật Pháp Lam này. Vâng, và được biết rằng là trước cái bộ sưu tập này thì Mai Anh cũng đã từng xuất hiện ở trên kênh VTV3 trong chương trình 12 con giáp số Tết ạ. Như vậy là đây có thể nói cũng là một con người rất là mong muốn tìm kiếm những điều sáng tạo mới mẻ đúng không? Đúng với cả từ khóa mới ngày hôm nay của Cà Phê Sáng. Vậy thì Mai Anh có thể chia sẻ một chút về quá trình bạn có những cái chỉ dẫn từ những nét văn hóa truyền thống cho đến việc bạn tìm ra những cái điều sáng tạo mới mẻ của chính bản thân mình. Dạ vâng ạ. Ở cái những cái đề tài văn hóa truyền thống nó luôn là cái niềm đam mê ở trong mình, và khi mình ứng dụng vào cái ngành nghề mà mình đang theo đuổi thì mình nghĩ rằng làm thế nào để cái sức sống của giá trị truyền thống ấy nó được sinh sôi nảy nở và nó được tiếp tục sống. Văn hóa được sống là khi mà sống chính trên những cái con người trong cuộc sống thường ngày như thế này. Chính vì thế mà mình muốn đưa những cái yếu tố văn hóa vào trong các trang phục. Và với chương trình 12 con giáp vừa rồi của đài truyền hình VTV3 thì khi mà nhận được chủ đề đó thì Mai Anh cũng rất là hứng thú và phấn khởi, bởi vì mình nhận thấy rằng qua cái thời gian nghiên cứu ấy, thì hình ảnh các động vật, các linh vật tương ứng với 12 con giáp xuất hiện ở trong tranh dân gian rất là nhiều. Tranh đồng hồ này, tranh hàng trống và tranh kim hoàng. Chính vì thế mà mình rất là dễ dàng để đưa các hình ảnh đó vào trong trang phục một cách mới mẻ nhất. Chỉ cần mình sáng tạo thêm và thay đổi bố cục làm sao cho phù hợp với thời trang và các bộ trang phục mà mình thiết kế. Như vậy cốt cách là mình vẫn giữ nguyên. Dạ. Và lại thì mình thổi hồn thêm những cái nét mới thôi. Dạ. Và chuyện thêm với cô em gái Mỹ Linh. Dạ. Đang đứng ngoài kia. Linh có thể đến gần đây với Quỳnh. Dạ. Được không? Với những vật dụng mà chắc là rất là quen thuộc với em. Dạ. Rồi đúng, đúng không? Rồi. Bởi vì Linh là phụ trách cái phần đính kết trên những cái trang phục mà Mai Anh thiết kế. Dạ. Để mà giới thiệu về những phần đính kết này thì Linh có thể chia sẻ là mình sẽ thực hiện nó như thế nào, và liệu là một người mới chưa từng thử qua những phần đính kết như này, ví dụ như Quỳnh chẳng hạn, thì có thể làm được không? Dạ vâng. Vì những cái sản phẩm đính kết này thì Tăng Mỹ Linh lên ý tưởng rất là gần gũi với con người Việt Nam mình. Ví dụ như là con gà trống, hoa mẫu đơn, hoa sen hay là những chú hồ điệp. Thì đây là những cái hình ảnh mà nó rất là quen thuộc và mang một số ý nghĩa riêng. Ví dụ như là cát tường và may mắn. Thì như những cái sản phẩm đính kết này thì được đính kết hoàn toàn 100% bằng tay, từ những cái nguyên liệu chuyên biệt cho môn đính kết này. Thì với một người mà chưa biết gì, ví dụ mình chưa biết vẽ, thì trong cái quá trình học đính kết này thì mình cũng có thể được đào tạo đính kết nâng cao lên. Thì khi đó thì mình sẽ biết đính những cái sản phẩm nó cầu kỳ hơn như thế này nữa. Hay quá. Thế nhưng mà tôi nhìn qua thì có thể thấy là nó rất là nhiều lớp. Và dường như mà đây là cái khuôn mà bạn sẽ làm đúng dạ, không? Đúng rồi. Thì tôi thấy là những cái mà bạn vẽ lên trước đây nó chỉ là cái viền thôi. Dạ. Còn lại là do cái con mắt thẩm mỹ của dạ, người đính kết rồi. Lên. Dạ đúng rồi, đây là do cái tư duy của mình khi đính kết ạ. Thì khi đó thì mình là sẽ phối được màu học là cao. Mình cũng sẽ phối màu trực tiếp luôn. Dạ vâng đúng rồi. Hay quá. Thế nếu bây giờ tôi thử làm đi, bạn chỉ tôi thử làm thì có được không? Thử sức xem ạ. Dạ, ví dụ như sản phẩm này thì bây giờ mình sẽ đến cái công đoạn là đính hạt cườm và ngọc trai.
thì ở tại vị trí này thì mình sẽ lên một đường một đường kim như thế này. Thì bạn lấy giúp mình một viên pha lê. Một viên đúng không? Dạ. Pha lê. Và một viên ngọc trai và tiếp tục một viên pha lê tiếp. À. Wow. Chỉ là những cái bước đầu tiên thôi mà nghe cũng đã rất là kỳ công rồi đúng không? Đưa vào đây phải không ạ? Rồi. Và một viên ngọc trai. Dạ đúng rồi. Liên kết vào đây. Thông thường thì những cái chi tiết thủ công này thì Mỹ Linh làm mất khoảng bao lâu? Thường những cái sản phẩm thủ công này mình sẽ chưa tính đến công đoạn thiết kế, ra ý tưởng thì mình sẽ mất khoảng 2 ngày để hoàn thiện một sản phẩm ạ. 2 ngày, nhưng mà thường thì là chỉ có một mình bạn thôi hay là bạn có chia sẻ giới thiệu lại cho những người khác cùng hỗ trợ không? Dạ em có chia sẻ những cái công việc đính kết này đến rất nhiều người, ví dụ như các bạn trẻ. Dạ. Các bạn trẻ hiện nay thì quan tâm đến cái sản phẩm đính kết thủ công rất là nhiều. Như tôi cũng đang rất là quan tâm. Dạ. Đấy. Tiếp theo mình sẽ đâm một mũi kim xuống góc cuối cùng này ạ. Đây đúng không? Dạ, đây sát đây ạ. Sát đây. Dạ đúng ạ. Rồi. Dạ đây là bước đầu tiên, sau đó thì mình sẽ phải đính kết thật nhiều đường chỉ vào để giữ cái viên ngọc trai này nó không bị di chuyển. Có thể là đến đây thôi để giữ cho cái vẻ nguyên bản của những vẽ bức tranh này rất là đẹp. Có thể thấy được sự tỉ mỉ và kỳ công các bạn từng cái việc đính kết những cái chi tiết rất là nhỏ như thế này, cho đến cái màu sắc cũng như là cái cách mà các bạn tạo nên từ thẩm mỹ của mình. Nhưng mà ngoài ra cái điều mà các bạn mong muốn truyền tải đến, cái thông điệp ẩn sau loại hình nghệ thuật này hay là những cái sáng tạo của các bạn đó là gì? Có lẽ cái cảm xúc lớn nhất trong hai chị em khi mà cùng nhau theo đuổi cái con đường thủ công. Thủ công của Mai Anh là thủ công truyền thống, thủ công của Linh lại là thủ công hiện đại. Nhưng qua những cái loại hình nghệ thuật thủ công đó mà những người thợ ở Việt Nam cực kỳ giỏi ạ. Việt Nam mình rất giỏi thủ công. Mình muốn bằng những cái nguyên vật liệu của người Việt Nam, bằng tay nghề của người Việt Nam, chúng mình tạo nên những cái sản phẩm mang đậm dấu ấn Việt. Và qua các thiết kế này, rồi qua các họa tiết, nó cũng truyền tải những cái giá trị văn hóa của Việt Nam. Có lẽ đấy là cái mà chúng mình là cái nuôi nấu trong lòng chúng mình để chúng mình tiếp tục theo đuổi con đường này. Thông qua những trang phục ngày hôm nay, thông qua những chia sẻ của hai khách mời, chúng ta cũng có thể cảm nhận được rất là rõ cái tâm huyết của họ đúng không ạ? Cảm ơn Mai Anh, cảm ơn Mỹ Linh ngày hôm nay đã đến với Cà Phê Sáng. Chúc cho hai chị em sẽ luôn có nhiều sức khỏe và sẽ tiếp tục với cái niềm đam mê của mình, tiếp tục tạo ra những bộ trang phục vừa hiện đại vừa truyền thống và vẫn giữ nguyên được cái tâm hồn Việt, cái nét đẹp của Việt Nam ở trong đó. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn hai MC của chương trình ạ.